cái hạnh nguyện của thầy này á là không làm việc ở trên thành phố mà về Trà Vinh để dựng chùa rồi dạy học cho trẻ em. Từ khi mẹ của thầy ấy mất thì thầy ấy quyết tâm là tu để làm những cái việc này giúp lại cái quê hương mà thầy ấy sống là ở Trà Vinh. Chứ học giỏi mà ở trên thành phố thì thật ra là được sướng, được hưởng, nhưng mà về đây làm việc